Lúc đấy là cao ngập nhà. Trên đoạn này là cao khoảng độ 4-5 mét. Là hôm đầu tiên. Hôm thứ hai thì ở đây ngập úng lên đến hôm 27 là hôm đấy là ngập úng lên đến tận nhà mặt. Xong rồi ngập úng đấy là một trận lũ quét này xuống này không biết lúc đấy không vào không tưởng chừng được nó ngập đến đâu nữa. Cái chỗ này lúc đấy là tôi thấy là nó ngập khoảng độ 15-16 mét. Thì chúng tôi chạy đường rừng. Lúc cái đường rừng thì nó rậm rạp. Nói chung là phải dùng bà con đấy dùng dao dùng gì để phát để đưa bà con trẻ em mà người có bầu để mà qua mà sau những cái qua những cái suối chúng tôi phải dùng cây bắc cầu dùng dây để mà kéo những bà con sang. Thì trong lúc tôi đây làm một bè mưa lũ thì tôi về nhà thì nước thì đã ngập lên nhà thì tôi không kịp chạy được một cái gì cả thì tôi đi ôm được vợ với hai đứa con nhỏ. Bà con được nên trên chỗ nơi cô giáo thì bà con đã được đầy đủ về thức ăn thực phẩm rồi thuốc thang rồi là nước uống đều là đều đã còn trăm đoàn thì bà con cũng đều được cấp phát đều là tốt cả.